total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone. Có lẽ hầu hết chúng ta sau khi xem xong clip này đều nghĩ đây là cựu Tổng thống Obama đang nói. Nhưng sự thật, đây là một video giả được tạo ra bằng cách ghép mặt nhờ kỹ thuật deepfake. Điều này đã cho thấy việc biến ảnh tĩnh thành video hay trộn khuôn mặt của người này với biểu cảm và giọng nói của người khác vô cùng chân thực và dễ dàng. Deepfake là một kỹ thuật để tổng hợp hình ảnh con người dựa trên trí tuệ nhân tạo. Nó sẽ thu hình ảnh chất lượng cao khuôn mặt của một đối tượng nhất định, sau đó thay thế hoàn toàn khuôn mặt của một người khác trong video. Các tập tin âm thanh deepfake được tạo ra bằng cách sử dụng bản ghi âm thực tế để huấn luyện máy tính nói chuyện giống hệt đối tượng cụ thể. Tùy theo ý đồ của người tạo mà video sẽ được điều chỉnh chậm, tăng nhanh hoặc chỉnh sửa để đánh lừa người xem. Những nội dung được tạo ra bởi deepfake từ hình ảnh, video, thậm chí cả âm thanh thật khó để phân biệt thật giả bằng tai hay là mắt thường. Trước đây, việc tạo các video deepfake yêu cầu phần cứng máy tính mạnh mẽ hoặc chi phí hàng chục USD cho mỗi video. Nhưng nay có thể thực hiện miễn phí trên điện thoại chỉ với vài thao tác đơn giản. Ở phiên bản miễn phí của Reface, một ứng dụng giải trí áp dụng kỹ thuật deepfake đang rất phổ biến. Người dùng chỉ có thể ghép hình trong các video, ảnh động có sẵn trong thư viện ứng dụng. Nhưng với bản trả phí, giá 579.000 đồng một năm, người dùng có thể thêm bất kỳ video nào vào thư viện để ghép mặt. Chính bởi những điều này, deepfake được giới chuyên gia bảo mật lo ngại sẽ trở thành công cụ cho kẻ xấu lợi dụng, tạo ra những nội dung khiêu dâm giả tạo. Nguy hiểm hơn, nhiều video giả mạo sẽ bị tung ra với mục đích dẫn dắt dư luận hoặc gây bất ổn chính trị. Những nhân vật có tiếng tăm như chính trị gia, nhà lãnh đạo doanh nghiệp rất dễ có nguy cơ bị tấn công bằng video giả mạo. Ngay cả những người bình thường cũng có thể bị người xấu dùng công nghệ này tạo ra những video khiêu dâm, khỏa thân giả mạo, gây ảnh hưởng xấu đến danh dự và phẩm giá của họ. Một khi video đã bị lan truyền trên Internet thì gần như không thể ngăn chặn nổi. Hơn nữa, rất khó để phân biệt tính thật giả của những nội dung này. Nhiều người nhìn vào mặt tích cực cho rằng deepfake đem lại sự giải trí như việc tạo ra các thước phim hài hước bằng việc ghép mặt mình vào nhân vật trong nhiều bộ phim hay các video giải trí khác. Tuy nhiên, mối hiểm họa của công nghệ này trong thế giới Internet ngày nay thật sự đang trở thành một cơn ác mộng và có nguy cơ nằm ngoài tầm kiểm soát. Deepfake không còn đơn giản là giải trí, nó là hiểm họa.